Đây anh em nhé, mình ra đầu ngõ mình nhặt một viên gạch này và một miếng đá, viên gạch mình sẽ thử cho anh em độ cứng của nó. Trong ba cái này mình sẽ lấy cái son mình thử nhé, đều cứng rồi. Không một vết xước luôn. Đi tiêu nhé. Viên đá. Viên đá nhé. Nó chỉ có vết xước chảy nhẹ thôi. Vậy là không móc gì nào. Ở cái đầu nó dày 3 ly anh em. Đầu dày 3 ly. Nó rất là cứng cáp, chắc chắn. Cái đô này, đô ngắn nhất này. Son này, cái thứ hai này, son nhé, 60 cm, rất vừa tay. Theo cái inox tiêu dài nhất là nặng nhất, 64 cm 65 cm, nặng 5,5 kg, không 0,55 kg, 5,5 kg. Đó. Ok. Rồi mình sẽ thử âm thanh nhé, thử âm thanh. Tiếp theo mình sẽ thử âm thanh của ba cây này. Ba cây vừa mang ra ngoài đập cạnh hơi bụi. Thì cây mình thử cây ngắn nhất nhé. Ngắn nhất là cây gọi là cây 6 đô. C5 6 đô. Cây thứ hai, cây dài hơn một chút. Là cây son. Cây son này là 60 cm này. Cây đô bé nhất này là 50 này. Cây cuối cùng dài nhất gọi là cây tiêu á. Là 65 cm. Ok này. Đó, 50, 60 và 65. Cái đô này thì là nặng 260 g. Cái son là 410 g. Và cái tiêu là 550 g. Thì mình thấy cái son này là vừa tay nhất này. Son vừa tay nhất này. Dùng các bạn dùng tự vệ, dùng phòng thân, dùng luyện tập, tập võ ấy. Rất là hợp. Nó là một cái gọi là tự vệ nhưng mà nó lại hợp pháp, nó rất là hợp pháp. Bởi vì là đây là nó hoàn toàn là một những cái nhạc cụ. Hoàn toàn là một cái nhạc cụ. Mình quê Bắc Giang mà, Yên Thế có cái môn nhạc cụ, cái môn võ gọi là võ sáo ấy. Võ sáo ở Yên Thế ấy. Thì cũng có rất là nhiều nhiều võ sư dùng cái kim loại để làm dụng cụ để luyện tập. Ngày xưa cụ Hoàng Hoa Thám là có môn võ sáo đấy. Đây là cái son nhá, mình thử cái đô trước đi. Nó phun 19 nốt như một cây sáo trúc bình thường. Cái đô, cái nhỏ nhất, ngắn nhất 50 cm. Nhưng nó cũng khá là, nếu mà bạn nào tay nhỏ thì cầm cũng vừa tay. Rồi, tiếp theo là cây thứ hai, cái son.
cây dài 60 cm và nặng 410 g. Đây là thuộc dòng 6 trầm, son trầm mà. Cũng full 19 nốt như cây sáo trúc bình thường luôn. Cái son âm nó rất là trầm luôn. Đó, cây son. Son các bạn nhé. Tiếp theo là cây cuối cùng là cây đô, cây tiêu đô. Như tiêu đô thì khác, cây hai cây kia là cây tiêu đô nó sủi dọc cơ. Đây. Cái này chắc không biết là bao nhiêu năm mới có hỏng được. Nếu mà không có dạng như là máy cắt sắt thì chắc là không hỏng nổi luôn. Chắc phải nghìn năm cũng vẫn còn. Ghê thổi dọc nhé. Bài lúc nãy là mình thổi là bài vừa xong là bài Lòng Mẹ, còn bài đầu tiên là bài Giang Hồ Tiếu. Giang Hồ Tiếu là trong phim Thần Điêu Đại Hiệp ấy. Đó, cái tiêu thổi âm rất là hay. Đó là mình vừa giới thiệu cho các bạn bộ ba cây sáo có thể tự vệ được, vừa tập luyện vừa tự vệ phòng thân được. Đó, bạn nào học võ nữa thì được càng hợp. Các bạn dùng để luyện tập. Nếu mà võ thì chắc là luyện cái son và cái tiêu là hợp nhất, thì nó khá là dài. Đấy, nó dài thì mình mới luyện được, chứ còn nếu mà ngắn quá như cái đô này thì cũng hơi khó tập. Nhưng cái đô này thì tiện cái là mang theo người rất là dễ. Đó. Cái son này nó hơi cồng kềnh hơn một chút. Thường mấy anh có ô tô anh hay mua để cốp xe nó thay cho gậy bóng chày rất là ok. Đó, vì gậy bóng chày thì có thể là không hợp pháp. Nhưng mà cái tiêu cái sáo này thì nó rất là hợp lý thôi. Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Cái đường link mà mua cái tiêu sáo này thì mình sẽ tràn ở bên dưới phần mô tả video, bên dưới phần mô tả video, hoặc là các bạn có thể search là Google cái website nhà mình là shop sáo Cao Định nhé, sáo trúc Cao Định.com, thì nó sẽ ra cái đường link để mình mua. Mấy cây này thì nhà mình bán giá cũng rất là hợp lý thôi, rất là rẻ so với giá trên thị trường. Xin chào tất cả anh chị em nhé.